cảm tạ ban tổ chức lễ tang và gia đình ông Võ Hữu Thành chân thành cảm tạ ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tây Ninh, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 1 thành phố Tây Ninh. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh, Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Tây Ninh, báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh, báo Đồng Nai, Công ty cổ phần in Hoàng Lê Kha, Đội quản lý thị trường số 2, Cục quản lý thị trường Tây Ninh, gia đình cùng toàn thể các cô chú bác, anh chị em, con cháu, bà con hàng xóm, bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng chia buồn tiễn đưa linh cữu cha anh chúng tôi là ông Võ Hữu Thành, nguyên phó tổng biên tập báo Tây Ninh, nguyên chủ tịch hội nhà báo Việt Nam tỉnh Tây Ninh, huy hiệu 55 năm tuổi đảng về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong thời gian tổ chức lễ tang không thể tránh khỏi thiếu sót, gia đình chúng tôi mong được sự cảm thông và lượng thứ. Ban tổ chức lễ tang và gia đình đồng cảm tạ.